Ủa chị là ở đâu? Chị ở đây con. Không ở Việt Nam. Nhưng mà chị ra. Dạ. Mắt là bán nhà bán cửa hết trơn này. Không có nhà có cửa thằng hoàng. Dạ. Rồi sao lại cái ẩm mắt rồi mình không có tiền đóng tiền nhà nước ta đó. Dạ. Cái bán nhà đi. Muốn một lần được về Việt Nam không Út? Về Việt Nam được anh mà. Không biết cái đường nào đâu. Không chứ là mất cái chốt có tiền các bạn. Hồ, xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thủ đô Phnom Penh của đất nước Campuchia. Và sau lưng của Bùi Hồ ở đây là một khu xóm chợ nghèo nằm ngay tại thủ đô Phnom Penh. Và đây là cái cộng đồng người Việt sống dọc ở cái khu xóm trọ này nè cô bác quý anh chị. Và để tìm hiểu được như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Để khám phá cái cuộc sống ở khu xóm trọ này nha cô bác quý anh chị. Đây là dãy Việt Nam hết hả cô? Ôi ở trọ thấy ẩm thấp quá. Ha. Dạ. Khu này chuẩn bị giải tỏa đây hả cô? À, chị này là một người Việt ở trong một cái khu sống trọ nè. Chị lên đây lâu chưa? Lâu uống hả? Ở đây là hai mấy năm. Qua đây đi chị. Ủa? Với bè anh ta đuổi dưới mấy xong đó. À. Giờ mình mới lên đi mướn trà ở. Chị là ở đâu ta? Mình nó ở ở ngoài Đan Xăng này nè, ở Sài Cao á. Không, ở Việt Nam á là chị là tỉnh nào? Hồi đó ở đẻ Hồng Ngự mà lên đây lâu lắm rồi. Ừ. Lên là có mình mướn bò là ba mẹ lên đây á. Nhà này mình mướn hay sao chị? Mướn. Vậy hả? Dạ. Bao nhiêu tháng hả chị ha? Tháng 60 đô. 60 đô là khoảng 1 triệu rưỡi. Mình không biết tính tiền gì. Dạ. Chị với anh là người Việt hay người Cam? Người Việt. Người Việt hả? Dạ. Ừ. Là anh với chị là gặp nhau ở trên này luôn. Dạ. Chị làm cái công việc gì? Em làm móc dạo. Làm móng hả? Dạ. À, còn anh? Anh làm mộc mà giờ anh Việt Nam rồi. Anh về Việt Nam sao vậy? Ừ, ổng Việt Nam chứ là ổng tìm gốc gác chứ là hồi đổ ở dưới. Ồ, sao chị không về? Mình không có về. Mình tại vì cái này đi làm kiếm tiền. Ừ. Dạ, anh về lâu chưa? Chưa đâu, cũng mới đi đây dạ. À, chị lần từ biết bò tới giờ nhưng mà vẫn giữ được cái tiếng Việt hay ghê á. Dạ. Con dạ. Mình cũng cho học chữ Việt vậy, học dạ. Chữ Việt rồi chứ mới chơi học chữ Campuchia sao? Giàu gì mà lại luôn trời. Cô ở Sài Gòn hả? Ờ bên ba. Dạ. Ở bên mẹ ở Chợ Cú. Ừ. Chính thì dinh viện Chợ Cú. Dạ. Cô thường mình về quê không cô? Qua đây. Đi có lần một à, không có tiền đi luôn nào quá. Dạ hả? Dạ. Mà tao phải vậy á? Dạ. Vậy thôi. Dạ, ở Duy Thành chết hai đứa rồi, còn đứa ở Duy Thành. Rồi lên đây ba mấy mấy năm rồi làm không ăn lên gì hết. Ừ. Dạ. Cái khu nhà trọ này thì nó cũng nhỏ nhỏ thôi à? Cũng nhiều lắm mà. Dạ. Bên đây 6 mấy mấy phòng ở. À, mấy đây là người Việt hết à? Dạ, Việt Nam. Dạ. Thì ở đây các nhà, các bé đi học sao chị? À, đi học trường Việt ở mày khung này nè. À. Trường Việt học tới lớp 5 mà là hết rồi. Dạ, anh thăm cộng đồng của người Việt mình ở đây á. Dạ dạ. Dạ. Này người anh người phải là Trung ha. Dạ em người miền Nam. Việt Nam. Ừ. Em ở Đồng Tháp. Đồng Tháp nói dễ nghe á. Dạ. Ở đó mấy người về của tôi kìa, người ta có xu gia ở người Bắc á. Nói mà mình nghe ít được. Dạ. Dạ. Cô ở đây có khó khăn gì không? Cũng khó khăn á. Dạ, ừ. Làm mướn nhà vậy đi mướn bán nhà, bệnh bệnh. Cô bán gì? Bán khăn á. Dạ. Khăn với kẹp này nọ đó. Ừ. Để người ta đem Việt Nam lại. Dạ. Rồi mình mua, ta thảy mối này nọ đó rồi mình mua bán lại. Ừ. Rồi mình muốn bán không có bán có tiền đâu mướn nhà người ta. Hồi đó giờ là mình cứ sống ở đây là ở trọ suốt rồi. Dạ mướn nhà không đó. Ừ. Mướn nhà còn nhà trọ vậy nè rồi mình đi buôn bán theo đường cái ruộng chắc này nọ đấy thì dẫn theo đường nhà người ta vậy nè. Dạ. Dạ. Các bé này là người Việt luôn hả con? Bé này người Sóc Trăng nè, người của ừ. Việt Nam, người Việt Nam không đấy. Ôi trời. Dạ dạ. Thôi hỏi bé này nữa. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Con học lớp 1. Con học lớp 1. Yeah. Con năm nay mấy tuổi rồi? 10 tuổi. 10 tuổi.
Ba mẹ con làm cái công việc gì? Ba con bán, mẹ con đi làm. Mẹ con đi làm cái gì? Con không biết nữa. Vậy hả? Cô dạy con là người Việt hay là người Cam? Người Việt. Người Việt ha. Ừ, năm nay học lớp 1 rồi. Có muốn về Việt Nam không? Hồi đó giờ con có được về Việt Nam chưa? Hả? Thấy Việt Nam đẹp không? Có muốn về Việt Nam ở không hay là thích sống ở đây? Hả? Sao không chịu về Việt Nam? Ừ? Không chịu hả? Sao không chịu? Nói Việt Nam đẹp mà. Đây là hai ba bạn này là chung luôn hả? Đâu lại đây chú Biểu ơi, nói nghe nè. À, những cái đứa bé nó bây giờ cứ lên lên xuống phận nó không biết sao. Ở đây nè, chú lên nghe là lên hình cho các bạn coi, các bạn ở Việt Nam xem. Lúc trước là cô sống là cô bị đuổi luôn hả? Có đâu là muốn phòng ở đây đặt cái vụ này nè, ở bên Mặt lệ mình ở đây nè. Hồi xưa tới giờ là cái chồng nó nạp bốt tới giờ đó. Rồi ta đuổi tới một quen tới Việt Nam lần á. Không biết hết đó ai mua mình cũng không biết nè. Lúc trước là cô sống ở bè luôn? Không có, tận xuống sống bè đó mình đi chơi vậy đó. Ừ. Dạ. Bạn bè ở bè. Có nghĩa là đa số là cái cuộc sống của người Việt ở đây họ sống ở trên ghe, trên bè. Dạ. Thì sau này nhà nước họ nhà mới đuổi. Nhà nước ta đuổi. Ừ. Dạ. Bây giờ là phải thuê nhà trọ. Bây giờ mới lại mua còn nhà trọ hết. À, ta sao có cho ở? Dạ. Ôi trời. Dạ. Nhà có cô Út chị dẫn đi, tụi con mới biết được những cái khóc gốc khuất của cuộc sống, những cái nơi mà người Việt của mình sống cũng khá là tạm bợ trên trên dưới đất khách như thế này. Lại lọt thỏm ở trong những cái xóm khu trọ rất là khó khăn như thế này. Cô Hồ cùng với lại chị này đã có mặt ở trong cái khu trọ của người Việt các cô bác anh chị. Cô này người Việt luôn nè. Dạ. Cái sóng cò rất là lụp sụp luôn ha. Mưa này nước nó có bị ngập không cô? Ngập ngập không cô? Dạ. Nói chung là gì chị muốn nói bên anh cứu này kia cứu chợ này kia phải không? À, chị có ông chú không có nhà, không có nhà, không có cửa này kia. Có giúp chú ạ, chị được thì giúp. Dạ. Ôi sao mình che tấm bạc ở ngoài trước ta cho mát hả? Mát. Nóng lắm. Ăn nhậu được. Ăn nhậu được. Ở chị là ở đâu? Chị ở đây cưng. Không ở nhưng Việt Nam. Nhưng mà chú ở Kiên Giang. Dạ. Thôi là chết rồi đó. Không chết mình không được. Xua mở rồi em. Hả? Ở đây những cái nhà trọ nó rất là ấm áp. Ôi là một cái khu chợ của người Việt. Ở khu đô Long Bên trong chi của bác quý vị. Đây là ở chợ này bán cua. Đây ốc, niêu sò hộp dứt. À, cũng khá hay. Cua này là cua đồng. Dạ, cua đồng. Dạ. Ở trong cái khu chợ này người Việt nhiều lắm. Nhìn thấy dễ thương quá. Chị là người Việt Nam hả? Dạ. Dạ, cua này chị bán sao ha? 40.000 anh. 40.000. Ốc gạo nữa kìa. Dạ, qua đây lâu chưa chị? Lâu ạ. Dạ. Chợ này kêu chợ gì hay chị ha? Chợ Sakada. Chợ Sakada, chợ ngay thủ đô Phnom Penh á. Dạ. Ở đây là cái khu chợ này mình thấy massage thẩm mỹ đồ nhiều quá ha. Vòng vòng ở trong cái khu chợ này thì rất là nhiều người Việt Nam họ sinh sống ở đây và buôn bán ở đây cô bác quý anh chị.
Dạ. Để qua đây thì mình thấy cái cô này nè, mình hỏi cái cuộc sống buôn bán ở đây của cô như thế nào ha. Dạ, con chào ba. Dạ, ba người Việt hả? Tôi người Việt Lai. Ba người Việt. Bà bán ở đây lâu chưa ba? Mới làm ở đây được tháng mấy à? Dạ. À, em tôi cũng người Việt Nam mới muốn vậy. Dạ. Vĩnh Châu á. Dạ, Vĩnh Châu. Dạ. Đi đâu cũng gặp ở Long Bên này, đi đâu cũng gặp người Việt hết á. À, người Vĩnh Châu. Dạ. À, mấy đứa em mới muốn ở dưới Vĩnh Châu. Dạ. Còn chị thì theo chồng ở đây. Dạ. Dạ. Vậy là bà năm nay là bà bao nhiêu rồi? 71 tuổi. Là người Việt Lai, là dòng máu của bà là Cam Việt hay sao? Cha thì người Tiều, mẹ dạ. Thì người Lai, miền Lai Việt Nam. Dạ. Ở gần Châu Đốc á, xứ Tình Di Trúc Mi á. Dạ. Ở phía bên máu phía bên Việt Nam. Dạ. Con thấy cộng đồng người Việt mình sống ở đây nhiều quá luôn á. Dạ. Bà có thường về Việt Nam không? Về Việt Nam sao? Bà có về Việt Nam không? Có. Dạ. Về Việt Nam chơi anh em ở dưới á. Dạ. Anh em kêu về dưới chơi. Thấy Việt Nam sao? Việt Nam đâu có gì đâu, cũng khỏe. Dạ, bà nói chuyện tiếng Việt thì cũng không gành lắm. Dạ. Dạ. Ủa, chị là người gốc Việt luôn hả chị? Dạ. Chị bán ở đây là được bao nhiêu năm rồi? Mười mấy năm. Mười mấy năm rồi. Chị quê hương Việt Nam là chị ở chỗ nào? Tỉnh nào? Tỉnh An Giang, Bắc Dòng Cống. Bắc Dòng Cống. Là ngay chỗ Long Xuyên. Dạ, Long Xuyên thì qua phà nữa. Cô ở đâu cô? Cô ở Việt Nam? Dân trong biển hồ chẳng. Biển hồ. Dạ, không có tiền về Việt Nam đâu luôn. Cô không có tiền về Việt Nam. Không phải. Dạ, cô bán hoài. Chỉ phải gì chứ? Không có tiền về Việt Nam, không biết cái đường nào luôn. À, cô ở đây đã bao nhiêu năm rồi? Ôi, tôi ở lúc mà bộ đội chưa đi nữa. À, bây giờ hai cô cháu mình ngồi nói chuyện chỗ nào được không? Bán đồ. Bán đồ bên kia. Dạ. Còn... vậy là Úc hả? Úc. Dạ, con qua anh kia theo cô ha. Tôi thấy vậy sao tôi nhớ gì con chứ nó ở coi trong nói tiếng Việt Nam không được. Chị, em cảm ơn chị nhiều. Dạ, dạ chúc anh. Chị sức khỏe mua mai băng đất nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Bây giờ mình sẽ đi theo cái cô này nè, cô này nói là cô Út á. Cô gặp Bùi Hồ quay về một cái hoàn cảnh của một cái người vô gia cư. Và cô chạy qua cô nói là gặp mình ở trên cái kênh YouTube. Ở cô bán này hả? Dạ, bán đây nè. À, khô cá lóc. Dạ. Cái này là nghệ. Nghệ. Dạ. Cá sủ. Cái này là cá. Cá thác lát. Cá thác lát. Nào. Rồi sao con qua ngồi với cô Út được ta? Dạ. Thôi cô Út cứ ngồi đây, không con ngồi đây được. Dạ. Dạ. À. Tôi mới nhung rồi cái tôi nghe coi cái hầu cây nó chết rồi làm như sáng luôn à. Không biết Việt Nam ở đâu nữa. Dạ. Cô không biết Việt Nam luôn. Không luôn. Đi lên đây lúc mình còn nhỏ đó, có đậu còn đó. Cá nó bán sao con? Cá hả con? Cá 1.3 triệu. Tôi lấy đi đặt 25 lần này. Lấy ba lần, con lấy. Ôi, em này là người Việt Nam luôn rồi. Ôi, em gái người Việt Nam hả? Ờ, em ở tỉnh nào? Ở cả 4 mình nữa con. Mấy nhiêu? Em ở đường nào? Quận mấy? Quận 10, đường nào ta? Thấy Việt Nam đường 10 á. Hả? Qua đây lâu chưa em? Qua chơi hả? Mở quán ở đây. Ôi trời ơi à, anh cũng ở Sài Gòn mới xuống nè. À, nghe nói chuyện tiếng Việt. Ở Việt Nam mà nói tiếng Việt. 13.500.
ở Campuchia mà nói tiếng Việt y gan là tiếng ở Việt Nam. Con ngồi đây được không? Được. Có cản người ta không cô? Đông. Cô gặp mình cô rất là thân thiện. Chị này người Việt Nam luôn á. Đông lắm hả? Đông lắm ở đây, nó thấy đông thiệt. À. 200 gram 9 ngàn. Út muốn về Việt Nam cũng không biết đi đường nào mà đi nữa. Không biết thiệt. Bây giờ tí xíu nữa Út bán đi rồi Út kể cho con nghe cái câu chuyện của Út ngày xưa sống ở đây rồi muốn về Việt Nam như thế nào. Coi tụi con có hỗ trợ được Út không? À. Út ở đây cha mẹ chết trên này hết trơn á. Ở đây nói chung là có mình một ha. Cha mẹ chết hết trơn. Anh em về Việt Nam hết trơn rồi. Không biết ở đâu nữa. Nói rồi là quên rồi con ơi, quên tức luôn. Không biết giờ Út bây giờ Út quên lắm. Út năm nay là 50 55. Trước đây thì Út sống ở đâu không? Út trước đây là Út không phải biển. Dạ. Anh nói một cái lỗ bay mên. Lại cho em. Lại cho anh không? Thấy rèm ta cho anh chưa do tên. Ta cho chai. Thấy là lỗ lông xoay lăn nè. Nghe cho anh đang mở chai thấy nó ngá. Họ đang buôn mến hay là buôn mên thì ạ? Là Việt Nam là bao nhiêu một ký không? Tiền Việt á. Cái này bao nhiêu tiền một ký? Cái này 30 ngàn. Ở dưới con nói vụ tiền Việt Nam cũng không biết đâu. Ủa chứ à, không biết luôn á. Là 120 ngàn ký. Vậy hả? Nói chung ra Út cũng muốn về dưới, không biết về dưới đi hướng nào mà chăng nữa. Rồi mình nói chung ra mình không đủ tiền đi đó. Không rồi chứ. Mình nghĩ ai buôn khăn nhưng mà lơ ai tí nữa. Cái này là Út bắt thì không? Út đi giữa bắt làm ơn. Dạ. Bà tay là mổ không ạ? Sa sa nó chơi, bắt ấy gì? Nhân thôi là mổ không mà. Nhân đang bị chê chạy thôi rồi, ốc bên đó. Cái nhà cái này mà xưa về Việt Nam là biết cái đâu. Bây giờ Út chia sẻ là chồng của Út thì sao? Út có mấy người con và trước đó, đây thì Út sống ở... Dạ. Mới đẻ ra là chồng Út, bà Tàu chết bệnh ung thư. Tụi con mới có một cô chiên, mới có tuổi dữ ha. Bây giờ nó được 17 tuổi rồi, con hai mẹ con à. Dạ. Lúc ổng mất là bán nhà bán cửa hết trơn rồi. Út có nhà có cửa thằng hoàng. Dạ. Rồi sao lại cái ổng mất rồi mình không có tiền đóng tiền nhà nước ta đó. Dạ. Cái bán nhà đi. Bán nhà đi rồi cái hai mẹ con bán lắc lên lắc lâu. Bây giờ được 17 tuổi rồi. Út cũng khổ lắm, bồng con đi. Bây giờ được người. Ừ, Út khóc luôn ạ. À. Út có thể tháo khẩu trang ra cho mọi người. Được 17 tuổi rồi, nó còn đi học mà nó còn thiếu tiền đi học đó. Mà không đâu phải nói mà cho con biết đâu. Tại Út khổ khó vậy thôi. Là con Út của con trai hay con gái? Gái. Con gái. Học. Yeah. Học lớp mấy không? Dạ. Yeah. Là con là Vĩnh Lạc hả? Thì là Út biết là cái gì. Con nói tiếng Việt Nam không biết thì là cái gì. Là gâu thì là. Nói chung là con nói mấy thứ là Út không biết thì.
quê của Út là ở đâu? Quê Út là ở Việt Nam hả? Không biết luôn, bị lên đây mình học tử. Rồi ba ba mẹ của Út thì lúc mà là mất ở đây luôn hả? Ở đây luôn. Chị em của Út sao? Chị em về Việt Nam hết trơn. Nhưng chị Út có liên hệ không? Mộc Quá hả? Dạ, Mộc Mộc Quá là Long An. Nghe nói vậy thôi rồi Út nói vậy chứ. Nó kêu Út gì chứ mà. Con thì nó học sao đi được. Út có mấy anh chị em? 4. Chị chỉ chơi hả? 3 người. Dạ, còn tôi Út. Dạ. Vậy con tôi nó học diễn viên ở trên này. Dạ. Rồi Út là cái này lấy lại Út bán. Dạ. Dạ, sống chung qua ngày đi cho con học tới lớp 12. Tính học. Rồi bây giờ thì Út sống ở nhà thuê hay là sao? Nhà mướn. Mướn tháng nhiêu Út? Tháng 60. Tháng 60. Dạ, về nước thì điện lên. Nói chung ra là có 320 ngàn. 60 nó 240 rồi. 240 tiền mình nó hang. Không phải tiền đô đó. Tiền ghi à? Dạ. Tiền nước, tiền điện, nó lên gần có khi 300 ngàn, hay 301 vậy đó. Dạ. Con tôi đã học được anh không đó, mà bây giờ mình mua cho mình làm được đó. Bây giờ nghỉ, cho nghỉ. Trái. Rồi con có Út chiều có ra phụ Út không? Không, con nó được đi học thôi à. Nó học giỏi lắm, nó giống bên ba nữa. Dạ. Thái Lan. Rồi cái dẫn về hôm nay mới được Út đi, được mới được nhỏ cái bởi gì vô hước. Là ông mất là năm nay là 17 năm rồi. 15 năm. Con dạ. Út gần 2 tuổi thì mới là ông mất. Dạ. Rồi hai mẹ con là cứ Út buôn bán là nuôi hai mẹ con. Lúc mà ông mất thì cái việc mà bé nó nhỏ quá nhỏ thì lúc đó thì sao Út buôn bán được? Cũng phòng con đi theo chợ theo mày kia bán vậy đó, ban đêm không ôm vậy đó. Ông gửi bán mà nó vô đi học đủ tuổi để vô học á, là Út cho nó đi học bây giờ cho vô. Lúc tôi mới lớn rồi em ra cũng gác lắc leo lắc bạn cho con học đi. Ngày bán Út bán này lời được nhiêu không? Ngày nói chung ra mình lời cũng 40-50 ngàn, 30-40, 20-30. Mà con đi học là 15 ngàn. Ồ. 15 ngàn á, nặng lắm. Chứ học cua thêm á. Thêm đậu mà đóng bên nay 1 ngàn, 2 ngàn, 4 ngàn với má. Đẹp lên hơn á. Lưng lây này tay nó. Cô biết con tên gì không? Không. Dạ. Tôi thích lắm, tôi coi kêu rồi tôi thấy tiếc người nghèo đó, trời ơi, tôi quá trời tụi nghiệp rồi, tôi khóc rồi tôi cũng khóc theo. Coi gì nhớ Việt Nam không? Nhớ thiệt. Ông có muốn một lần được về Việt Nam không Út? Một lần về Việt Nam dữ lắm mà, tôi không biết cái đường nào đâu, thôi chứ mình không có dốt có tiền các bạn. Vì con đi học quá. Dạ. Út nhớ cái kỷ niệm gì về nhất về Việt Nam? Kỷ niệm lúc mà Út còn nhớ dữ lắm. Đi ghe gạo á. Dạ, cảm ơn bởi đi chở gạo hồi đó đó. Dạ. Thêm 2 ngàn nữa con ơi, lên dữ lắm. Nà sụt cho nghe. Nhà không có bán mấy đâu, bị quá lớn rồi. Không mua chút bán không à. Mang ơn nhiều.
đầu ở Việt Nam á, mẹ đi gạo á, gạo lậu hả? Đi theo ghe hả? Nhớ dữ lắm. Ừ, như đi theo cảnh nước này kia đó, cũng nhớ lắm. Còn nhớ lắm, không có quên đâu. Mà ngạc không có từng gì chứ. Mấy chục năm chưa về? Không về luôn. Không có từng về luôn. Đâu có biết tiền Việt Nam đâu. Không biết tiền Việt Nam luôn không? Không biết luôn. Coi như là Úc mất gốc luôn rồi. Vậy Úc có dự định sau này trăm tuổi già thì sao không? Chắc trăm tuổi già lớn thay á hả? Hai mẹ ơi, dì mẹ ơi, có một ghê hương à, Úc nói mà con học hết lớp rồi nó có chờ như kiểu nó muốn làm gì thì làm đi, Úc cũng về giữ lại, về giữ một thời gian về với cháu với đó. Con bây giờ không ai coi nó, mình đi thì ai coi con, nó có 17 tuổi gái á mà. Nói chung ra con tôi được chứ lắm. Nó không có bạn, không có bè, tối ngày học về nhà chắc sao gì á, nó không có đi đâu đâu. Mỗi khi nhắc về Việt Nam là con thấy Út là Út khóc à? Dạ. Yeah. Thì vì sao Út lại khóc không? Út nói chung Út nhớ Việt Nam lắm, mà không từng đi, không từng đi đâu. Nhớ cái cảnh mà mẹ đi theo ghe, mẹ đi gạo á. Thấy cái trai vậy. Thế tin đó. Tin ra con tin hay là tin thầy? Nha. Ấy do ấy, ấy do ấy. Ủa do ai là nghệ má. À, trường hợp của Úc là một trong những cái trường hợp người Việt Nam mà ba mẹ sinh sống tại Campuchia. Coi như là mất gốc ở Việt Nam luôn cô bác quý vị. Mình lông lan mau mọn đó. Ui, cái này mà. Mà nó muốn con thẻ em. Ôi. Này trứng cút. Trứng cút. Trứng cút lộn hay vô? Có, cái này lạc. Bây. Cái này lạc. Lộn đậy trong á. Quên. Muôn dạ. Muôn bay buôn được không? Dạ. Giờ nói tiếng đến Việt Nam còn muốn quen. Ôi. Ấy nó khỏe với ta. Ở đây là mỡ mỡ. Ấy nó khỏe môi lại nó có cho dân nào. Cha. Ba. Chăm ơn đi. Rồi. Cha. Ủa Úc ở nhà thuê nhà này hả? Không, ở nhà này như mình mới mình biết bán gì đó cơm. Dạ. Dạ. Mình ở nhà tao rồi phải trước mặt rồi phải mua cho nó. Tiếp gì đó. Tao thấy thầy em ơi tao. Giấy chú con chắc tao mượn chứ. Hôm nay thầy đây tại thầy mượn tao có giấy á. Con tin cho ông bạn thôi là lợi á. Giấy chú ăn. Rồi con tan. Là con tan đây. Úc mà nhắc về Việt Nam làm như nhớ lắm. Úc lấy điện thoại con á. Coi hoài nhưng mà Úc không có điện thoại xài đâu. Anh lao nó chơi. Anh lao phải pi luôn vậy. Ôi anh pi con đi. Trường hợp của Úc đây là một trong những cái trường hợp mà người Việt ở Campuchia bị mất gốc. Lý do là ba mẹ lại sinh sống ở đất nước Campuchia. Và khi mà đẻ con mình ở đất nước Campuchia thì ba mẹ mất tại nơi này luôn. Và hiện nay thì Úc không biết người thân của mình về Việt Nam sống ở tại nơi tại tỉnh nào. Và đối với Úc, cái điều mong muốn lớn nhất là Úc được về Việt Nam một lần duy nhất trong đời. Nếu như có một cái xe, chiếc xe nào chở Úc về Việt Nam, Úc vui không? Trời ơi, vui lắm con ơi, vui lắm thiệt. Úc cho con học còn 2 năm nữa là lớp 12. Úc được gì dữ là Úc vui lắm. Nói chung là vui lắm. Không từng gì dữ rồi, cái thấy ta đi mừng lắm. Rồi Úc coi trong tình nó cũng thấy như cưng là phước làm gì, ui mừng lắm. Mừng tôi nói trời ước ao mà được mà chú mà lên đây á ha. Tôi gặp tôi thích tôi nói chuyện luôn á. Thiệt mà. Lúc nãy thì Út gặp Bùi Hồ ngay tại chỗ này thì Út chạy qua Út kêu. Đã kêu luôn á. Dạ. Thiệt á. Tôi nói mà chú mà lên muốn nói chuyện với chú luôn như là không phải mà
chung ở trên đời này niệm trời niệm Phật không muốn cho chú mà tiếp gì mình đâu, mà muốn cho chú gặp chú mừng vậy đó. Vì chú ở Việt Nam tiếp người ta cái làm như mình mừng lắm, mừng lắm thiệt. Dạ. Làm hướng đi đầu giờ làm hướng đi. Ông có muốn gửi lời nào nhắn nhủ đối với người Việt Nam không? Có. Chị em ở Việt Nam á, cho mà cho trời giấy Phật đất nước Việt Nam. Úc có giấy nữa. Lúc mà bệnh ở trên này đó ha, nghe dưới bệnh ha, Úc giấy cho dân Việt Nam mình. Đừng cho bệnh hoạn cho Việt Nam trong lấy chứ. Muốn nói đầu chút mà không biết đầu chút cái gì đâu. Mừng lắm. Thấy Việt Nam mà chết nhiều quá ha, tự nhiên cũng muốn chảy nước mắt nữa, cứ coi phim á. Rồi con cứ nói sao mà mẹ khóc vậy. Con của Úc là nói tiếng Việt được luôn. Biết nghe mà nói cũng cái gì được. Thì nó học mà nó về nói tiếng Việt không. Úc chúc cho người Việt Nam là luôn luôn khỏe mạnh. Khỏe mạnh. Mà bây giờ không biết nói thôi chúc á. Dạ. Hôm nay thì con có dịp về đây gặp Úc ở tại nơi này. Tại đây tiếp nói chuyện cho dạ, để chia sẻ với Úc những cái câu chuyện cũng như ôn lại cái ngôn ngữ của Việt Nam mà coi như Úc ít có dịp cơ hội nói với người Việt Nam. Thì cho con chúc Úc luôn có một cái sức khỏe dồi dào. Mạnh giỏi nha, đi mạnh giỏi. Dạ, Úc luôn mạnh khỏe. Dân Việt Nam mình trên này mà ta không được gì dứt gắn tiếp đi cơ, ta không gắn ra dứt. Úc mất gốc rồi. Dạ. Chào giấy mặt cho cưng đi mạnh giỏi. Theo dạ. Đường theo gia xá. Dạ. Con cảm ơn Úc. Chúc dạ. Úc sức khỏe. Dạ. Không và hẹn gặp lại dạ. Úc.